Chào mọi người, tự nhiên nay cái thèm ăn thịt kho với lại bí đao nên sẵn tiện chia sẻ với mọi người một vài thông tin liên quan. Đây là bí xanh hay còn gọi là bí đao, có tính mát vị ngọt, có rất nhiều tác dụng như là thanh nhiệt, giải độc, mát gan, lợi tiểu, đẹp da. Vì vậy mà bí đao có mặt trong rất nhiều món ăn để phòng chữa bệnh, vừa làm đồ ăn thức uống vừa được các chị em tin dùng trong việc làm đẹp hoặc là giảm cân nữa. Có một điều mà chúng ta chưa biết là cái vỏ bí đao này thì trong đông y được gọi là đông hoa bì, là một vị thuốc có tính mát, lợi tiểu, chữa phù thủng, tiêu viêm. Vì vậy mà cái vỏ bí đao này cũng tập trung rất nhiều là chất dinh dưỡng. Mọi người để ý thì cái vỏ bí đao nó rất là mỏng, nên nếu mà chúng ta cứ gọt vỏ như thế này á, là dùng dao bào gọt như thế này nè, thì nó sẽ vô tình là lãng phí rất là nhiều cái lợi ích mà bí đao mang lại. Thì hôm nay Tony sẽ giới thiệu đến các bạn cách gọt vỏ bí đao nha. Chỉ cần một con dao là đủ, thì chúng ta sẽ dùng cái phần sống dao á, để cà đi cái lớp vỏ mỏng ở bên ngoài đi. Đây ha, thì chúng ta chỉ cần làm như thế này. Các bạn thấy đó, thì cái phần vỏ ở bên ngoài đã được cạo đi một lớp rất là mỏng. Chúng ta cùng so sánh lại với lại cái cách gọt bí đao ở trước đó, thì rõ ràng là có sự khác biệt ha các bạn. Khi sử dụng cái dao bào mà gọt vỏ thì vì chúng ta gọt quá sâu cho nên chúng ta thấy cái vỏ bí đao nó, cái trái bí đao nó trắng hơn, đúng không? Còn mà khi chúng ta dùng cách này gọt thì hầu hết tất cả những cái đặc tính của bí đao đều được giữ lại. Cho nên là sau khi chế biến mà bạn dùng thì cũng sẽ cảm thấy được cái bí đao có vị ngọt hơn, cảm giác được mùi vị của nó đậm đà hơn so với lại cái cách mà bạn đã gọt bí trước đó. Các bạn hãy thực hiện và để lại kết quả bên dưới phần bình luận nha. Xin chào và hẹn gặp lại.